Đây là mã referral code của sàn Bitget. Khi bạn sử dụng mã đăng ký này hoặc click vào đường link bên dưới phần mô tả, sẽ có cơ hội nhận được các giải thưởng trị giá tổng là 1.000 USDT khi hoàn tất các nhiệm vụ tại mục phần thưởng của sàn Bitget. Và sau đây, Totlink Official sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng mã referral code khi đăng ký sàn Bitget. Bước 1. Truy cập vào trang chủ sàn Bitget hoặc click vào đường link đăng ký dưới phần mô tả. Bước 2. Tại giao diện, click vào phần Sign Up. Bước 3. Tại phần đăng ký, ở đây chúng ta có thể đăng ký bằng email hoặc số điện thoại, ở đây tôi chọn email. Bước 4. Nhập email, mật khẩu và bạn muốn tạo, nhập mã giới thiệu để nhận thưởng 1.000 USDT, click vào tạo tài khoản. Bước 5. Xác minh mã CAPTCHA. Bước 6. Nhập mã xác minh email đã được gửi vào mail của bạn. Và đây là giao diện khi bạn đã đăng ký và sử dụng referral thành công tài khoản Bitget. Hãy nhập mã giới thiệu khi đăng ký sàn Bitget hoặc click vào đường link bên dưới phần mô tả để nhận quà chào mừng của Bitget và có cơ hội nhận các phần thưởng lên tới 1.000 USDT. Để tìm hiểu các thông tin về thị trường crypto, các bạn nhớ đăng ký, bật chuông thông báo kênh Totlink Official nhé!